Chào mọi người, mình là Kai, Membership Manager tại California Fitness and Yoga. Hôm nay mình rất vui khi được giới thiệu mọi người về chương trình Sống Khỏe Cùng Nhau, Live Well Together. Đây là một đặc quyền chỉ dành riêng cho hội viên của Cali. Bên cạnh việc tập luyện, hội viên còn có thể kiếm được rất nhiều phần thưởng cực kỳ có giá trị. Thao tác rất đơn giản, chỉ có một chiếc điện thoại. Vậy ta sẽ nói đây là đặc quyền chưa từng có. Kai sẽ bật mí ngay sau đây. Thứ nhất, hoa hồng cực khủng. Cái ví dụ, bạn giới thiệu thành công người bạn tới đăng ký gói 599.000 một tháng. Số tiền 599.000 bạn sẽ nhận được ngay lập tức. Nếu là 5 người, số tiền sẽ là 2.995.000. Vậy nếu 1 người thì sao? Bạn sẽ nhận được là 5.990.000. Áp dụng tương tự cho các gói 699.000, bạn sẽ nhận được 699.000. Gói 1.190.000, bạn cũng sẽ nhận được số tiền là 1.190.000. Hóa chưa ta? Chưa. Bạn sẽ nhận được 25.000 mỗi tháng khi mà người bạn của mình tiếp tục tập luyện tại Cali theo gói tập tháng. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là bạn sẽ một cách thụ động nhận được 25.000 liên tục, miễn là người bạn của mình còn tập luyện tại Cali theo gói tập tháng. Thứ hai, mở khóa phần thưởng theo từng thứ hạng. Hiện tại bên Cali đang có 4 thứ hạng cho hội viên giới thiệu bạn. Pioneer, giới thiệu từ 1 người bạn. Partner, giới thiệu từ 4 người bạn. Resident Club, giới thiệu từ 40 người bạn. Và cuối cùng, Chairman Society, giới thiệu từ 200 người. Ngoài mức hoa hồng Kai vừa chia sẻ, khi bạn thăng tới hạng Partner, bạn sẽ nhận được ngay 500.000 từ CaliFed. Từ hạng Partner trở lên, bạn sẽ nhận được thêm 5% hoa hồng từ tổng chi tiêu từ người bạn của bạn cho tất cả các loại hình trong hệ sinh thái của Cali, bao gồm huấn luyện viên cá nhân, Hiboshi, Vita Clinic. Với thứ hạng President Club và Chairman Society, ngoài việc nhận được tiền mặt, bạn có thể chọn quy đổi với mức giá trị cao hơn khi sử dụng trong hệ sinh thái của Cali. Cụ thể là với thứ hạng President Club, bạn được quyền nhân 3 số tiền khi sử dụng ở dịch vụ huấn luyện viên cá nhân và Hiboshi, và nhân 2 số tiền khi sử dụng dịch vụ là Vita Clinic. Với thứ hạng Chairman Society, số tiền của bạn sẽ được nhân lên gấp 4 lần khi bạn sử dụng dịch vụ của huấn luyện viên cá nhân và Hiboshi, và nhân 3 lần khi sử dụng dịch vụ của Vita Clinic. Các sẽ làm một phép tính nhỏ. Khi bạn đang ở hạng Resident Club, tức là bạn giới thiệu được 40 người bạn, số tiền thưởng nhận được tương đương khoảng 23.960.000. Thay vì rút tiền mặt, bạn có thể lựa chọn để nhân 3 số tiền này tương đương với 71.880.000 để quy đổi sang sử dụng dịch vụ huấn luyện viên cá nhân hoặc Hiboshi trong hệ sinh thái của Cali. Đối với người bạn được giới thiệu, không cần phải tới câu lạc bộ, vẫn có thể đăng ký online gói tập tháng này một cách cực kỳ nhanh chóng, chỉ với 3 phút. Giá cả minh bạch, không phí gia nhập, thanh toán tự động hàng tháng. Tất cả mọi thứ diễn ra cực kỳ nhanh chóng và thuận tiện, giúp cho bạn dễ dàng lan tỏa lối sống khỏe cho dù bạn đang ở bất cứ đâu và bất kỳ thời điểm nào. Chú ý nè, để Kai hướng dẫn mọi người về cách kích hoạt tài khoản trên Zalo Mini App. Bước 1, vào app Zalo, gõ Sống Khỏe Cùng Nhau trên thanh tìm kiếm, chọn vào Mini App Sống Khỏe Cùng Nhau. Sau đó bạn đăng ký tất cả thông tin cá nhân của mình và có thể kích hoạt được tài khoản. Bước 2, chọn gói tập bạn mong muốn, sao chép và gửi đường link đến cho bạn bè. Người bạn được giới thiệu thanh toán thành công trên đường link thì tất cả những số tiền hoa hồng và số lượng người giới thiệu thành công sẽ được hiển thị trực tiếp qua Mini App. Bước 3, nhận thưởng hoặc quy đổi thành tiền mặt hoặc sử dụng cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cá nhân. Tiền thưởng sẽ được cập nhật hàng ngày vào ví. Vào ngày mùng 1 hàng tháng, Cali sẽ hiển thị toàn bộ số tiền thưởng bạn nhận được trong tháng trước. Nếu bạn có nhu cầu rút phí thì bạn thao tác nhấn nút đề nghị thanh toán là tiền vàng. Bạn đã biết cách kích hoạt đặc quyền của mình là đúng chưa? Vậy tiếp theo sau đây mình có thể làm gì? Ngoài việc gửi các tin nhắn cá nhân đến cho bạn bè, người thân chẳng hạn, bạn phải biết tận dụng mạng xã hội của mình, ví dụ như Facebook, Instagram, bằng cách chia sẻ những cái khoảnh khắc tập luyện của mình, hình ảnh trước và sau khi tập, mẹo nhỏ, kiến thức liên quan tới gym hay dinh dưỡng tập luyện dưới dạng hình ảnh, up video hoặc là story. Tất nhiên, rất quan trọng, đừng quên gắn link. Mình luôn đặt link ở phần mô tả hoặc bình luận đầu tiên để bạn bè dễ tìm thấy. Đó là tất tần tật tất cả mọi thứ liên quan tới chương trình Sống Khỏe Cùng Nhau, Live Well Together. Các bạn ơi, hãy tham gia chương trình để nhận những phần thưởng cực kỳ hấp dẫn. Xin chào và hẹn gặp lại.